The Greatest Showman là phim thuộc thể loại nhạc kịch kể lại cuộc đời và sự nghiệp của P.T. Barnum, một nhà trình diễn và doanh nhân người Mỹ lừng danh và là người sáng lập ra gánh xiếc Barnum and Bailey Circus nổi tiếng ở nửa sau của thế kỷ 19, hoặc ít nhất đó là những gì mà nhà làm phim muốn nói với bạn. Còn thực chất thì sẽ không đúng nếu như nói rằng phim được dựa trên cuộc đời của P.T. Barnum, do có lẽ đến 90% những tình tiết xảy ra trong phim là sai sự thật. Nhưng tất nhiên, đó không phải là điều bất bình thường. Hầu như bất cứ phim nào được dựa trên một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đều có xu hướng lãng mạn hóa nhân vật đó và thường bỏ qua những phần đen tối nhất. Nên tất nhiên là một phim đã là nhạc kịch lại còn dành cho gia đình như The Greatest Showman thì phải làm rất mạnh điều này, đặc biệt là khi nhân vật mà họ khắc họa là một nhân vật cực kỳ gây tranh cãi. Và đó là điều quan trọng nhất các bạn nên lưu ý trước khi xem phim, rằng phim không được dựa trên mà chỉ lấy cảm hứng từ nhân vật P.T. Barnum mà thôi. Và đây là một phim được tạo ra vì mục đích giải trí chứ không phải là một tiết học lịch sử. Cũng chính vì vậy mà nhân vật P.T. Barnum của The Greatest Showman là P.T. Barnum duy nhất mà chúng ta sẽ quan tâm trong bài review này. Và đây là một vai diễn không thể hoàn hảo hơn cho Hugh Jackman, vì tuy được biết đến nhiều nhất qua vai diễn hoàn toàn không liên quan là Wolverine trong series X-Men, thì ông còn là một siêu sao Broadway với khả năng nhảy và ca hát có lẽ là không thua kém một ai cả. Và Hugh Jackman không phải là người duy nhất có một vai diễn được tạo ra như là cho riêng ông, khi Zac Efron vào vai Philip Carlyle, cộng sự của Barnum. Và có lẽ đa số chúng ta đã biết đến tài năng của Zac qua loạt phim High School Musical rồi. Ngoài sự tỏa sáng của Hugh Jackman và Zac Efron ra, chúng ta còn có những màn trình diễn xuất sắc từ những diễn viên khác như là Michelle Williams vào vai vợ của Barnum, một người phụ nữ tuy sinh ra vào một thời kỳ cách đây rất lâu nhưng vẫn thể hiện sự mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ hiện đại. Rồi đến những thành viên khác của gánh xiếc như là người đàn bà có dâu Lady Lutz được vào vai bởi diễn viên Kayla Saddle, người đã thể hiện rất thuyết phục sự biến hóa của một người từ nhút nhát thành một diva. Tiếp đến là Zendaya vào vai một nghệ sĩ nhào lộn và là người có một câu chuyện lãng mạn với nhân vật của Zac Efron, cùng với đó là đối mặt với rất nhiều khó khăn vì là một người da màu. Rebecca Ferguson vào vai Jenny Lind, một ca sĩ opera người Thụy Điển, cũng là một nhân vật có thật và là người đã có sự thành công nhờ P.T. Barnum, tuy đã không được xuất hiện nhiều nhưng cũng đã làm rất tốt vai trò của mình. Về khoản âm nhạc thì tớ không dám nói là nó hay hay là nó dở, do âm nhạc là một thứ khó có thể đánh giá khách quan. Tuy nhiên, tớ vẫn thấy tiếc rằng một phim có bối cảnh ở một thời kỳ cách đây rất lâu như vậy mà lại có một lựa chọn âm nhạc mang quá nhiều tính chất thị trường. Đa số các bài hát trong phim đều rất giống những bài nhạc pop mà chúng ta đang nghe trên đài hàng ngày, chứ không hề liên quan gì tới thời kỳ mà cốt truyện của phim diễn ra. Nên không biết các bạn ra sao, nhưng điểm cao nhất mà tớ cho được phim về khoản âm nhạc là tốt thôi, chứ không thể xuất sắc được. Và nếu đạt được điểm tốt, thì công lớn nhất là thuộc về dàn sao đầy tài năng của phim, do nhờ màn trình diễn của họ mà khán giả xem phim đã có một số những khoảnh khắc rất đáng nhớ, ví dụ như cảnh Hugh Jackman nhảy múa với Michelle Williams ở gần đầu phim, Hugh Jackman thi nhảy với Zac Efron trong quán bar, rồi cảnh đu dây đầy lãng mạn giữa Zac Efron và Zendaya. Tớ không chắc là với bất cứ diễn viên nào khác thì những cảnh này đã có được sự thành công tương tự, cho nên tớ phải hoan hô tất cả những diễn viên này vì màn trình diễn đầy tâm huyết của họ. Và tớ rất mong là các bạn thích âm nhạc của The Greatest Showman, vì nếu không thích nó thì các bạn sẽ khó mà nuốt trôi được phim này. Kịch bản của phim chắc chắn là thứ ít được trau chuốt nhất, khi mọi tình tiết trong phim đều diễn ra quá nhanh, khiến cho phim có rất nhiều khoảnh khắc cảm xúc, nhưng hiếm khi những khoảnh khắc đó có được sự thuyết phục. The Greatest Showman có một cốt truyện với không một hậu quả nào, khi tất cả những khó khăn đều xảy ra rất nhanh, khi người xem còn chưa kịp ngấm, và chúng luôn được giải quyết rất nhanh chóng và gọn ghẽ. Rồi sau khi khó khăn này được giải quyết rồi thì nó cũng không bao giờ được nhắc lại nữa. Ồ, nhân vật này cảm thấy buồn à? Boom, hát một bài, hết buồn. Hai nhân vật có mâu thuẫn à? Boom, hát một bài, hết mâu thuẫn. Trong phim còn có cảnh P.T. Barnum giấu đi những thành viên của gánh xiếc, không cho họ tham dự buổi tiệc của những người quý tộc vì quá xấu hổ. Rồi vài cảnh sau thì tất cả mọi người tự nhiên lại yêu quý ông như chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Những nút thắt được tạo ra và gỡ bỏ một cách quá sơ sài khiến cho tớ tuy rất cố gắng nhưng không thể đồng cảm được với nhân vật nào cả. Nếu các bạn chưa biết thì đây là phim đầu tiên mà đạo diễn Michael Gracie được làm đạo diễn. Và điểm yếu và điểm mạnh của vị đạo diễn này được thể hiện rất rõ trong phim khi chúng ta thấy ông rất có khả năng tạo ra những cảnh quay đẹp nhưng lại quá yếu trong việc tạo sự hồi hộp và xây dựng những khoảnh khắc cảm xúc. Nói chung, nếu xem phim thì tớ khuyên các bạn nên bỏ qua hoàn toàn phần cốt truyện đi, vì nếu chỉ hơi chú ý vào nó thôi thì sẽ khó mà có gì ngoài sự thất vọng. Thật tiếc rằng phim đã không có một kịch bản chặt chẽ hơn khi gây hỗn loạn giữa hơi nhiều cốt truyện khác nhau. Ví dụ như câu chuyện của P.T. Barnum và các thành viên khác của gánh xiếc gần như không liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn được cố làm cho liên quan một cách hơi gượng ép. Cũng tiếc là phim đã không đi sâu hơn vào mặt con người của không chỉ P.T. Barnum mà cả các thành viên khác trong gánh xiếc nữa, vì họ đều là những nhân vật vô cùng tiềm năng. Nhưng có vẻ như chủ ý của nhà làm phim là tránh xa những chủ đề tiêu cực và tạo ra một phim 100% giải trí với những thông điệp tích cực mà bất cứ độ tuổi nào cũng có thể hấp thụ được. Và đó là lối suy nghĩ mà bạn nên có trước khi bước vào rạp xem The Greatest Showman. Hãy chuẩn bị tinh thần rằng bạn sẽ được nghe nhạc, xem nhảy và ngắm nhìn những bộ trang phục lộng lẫy, thì tớ nghĩ rằng các bạn sẽ có một trải nghiệm rất đáng nhớ.
Hãy đi xem nó nếu các bạn không ngại một chút sự xến xúa và muốn có một thời gian thật thoải mái. Nếu các bạn đã theo dõi Phê Phim từ lâu thì các bạn cũng biết rằng bọn tớ luôn ra những video review những phim mới ra ở rạp. Nên hãy yên tâm rằng trong thời gian tới bọn tớ sẽ ra những bài review về nhiều phim rạp khác mới ra nữa như là Wonder, Insidious 4 và nhiều phim rất hay khác không được chiếu ở rạp Việt Nam như Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Trong mỗi review, bọn tớ luôn cố gắng có một sự đánh giá khách quan nhất có thể và ngoài ra là chuẩn bị tinh thần cho các bạn để các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Để giống như tên channel, các bạn có thể phê bất cứ bộ phim nào, kể cả là phim không hay cho lắm. Nên nếu thích xem những video này của bọn tớ thì hãy đăng ký vào kênh để biết khi bọn tớ có video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.